Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Khởi tố phó chủ tịch xã ở Thái Bình nhận tiêu thụ đồ của đối tượng trộm cắp. Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó có phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chuyên nhận tiêu thụ đồ thờ cúng của đối tượng khi trộm cắp được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hoàng, 29 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Nguyễn Thái Hùng, 40 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đông Vinh về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Hoàng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản nên có thủ đoạn tinh vi về việc chọn địa điểm cũng như thời điểm gây án. Còn Hùng chuyên nhận tiêu thụ đồ thờ cúng của Hoàng khi đối tượng này trộm cắp được. Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Hoàng và Nguyễn Thái Hùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp cổ vật tại đình Tây thuộc thôn Đệ Nhì, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Qua đấu tranh, công an huyện Mỹ Lộc đã xác định Nguyễn Ngọc Hoàng và Nguyễn Thái Hùng còn thực hiện thêm 3 vụ trộm đồ thờ cúng khác. Hai đối tượng trộm tại đền thôn Đông, xã Nam Vân, thành phố Nam Định một đại tự, 10 bát Biểu, trộm tại đền Miếu An Cơ, xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình 4 đại tự, ba đôi câu đối, trộm tại đình xã Đông Phong, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình 4 đến 5 kiếm gỗ và 10 bát biểu Công an huyện Mỹ Lộc đã truy tìm, thu giữ được toàn bộ số vật chứng này. Ngoài những tăng vật đã điều tra, làm rõ, công an huyện Mỹ Lộc đang xác minh nguồn gốc của một đại tự, một đôi câu đối bằng gỗ và tiếp tục khai thác mở rộng án. Ngày 23 tháng 2, công an huyện Mỹ Lộc đã trao trả cho đình Tây thuộc thôn Đệ Nhì, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc toàn bộ vật chứng đã bị trộm, gồm 3 bức đại tự, hai đôi câu đối, một bộ bát bửu. Những cổ vật, đồ thờ cúng tại đình, đền, chùa không chỉ có giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng. Xô sát do tranh chấp đất đai, thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong. Công an huyện Bảo Thắng thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ mâu thuẫn do tranh chấp đất đai dẫn đến xô sát khiến một thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong. Trước đó, vào hồi 23 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2024, Đỗ Văn Phùng, sinh năm 1992, chú xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, đi cùng Phạm Văn Xuân, sinh năm 1988, và Hoàng Thị Nga, vợ của Xuân, sinh năm 1994, cùng chú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Tàng Lỏng, đến nhà anh Hoàng Văn Tới, anh rể của Xuân, sinh năm 1985, chú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Tàng Lỏng, để nói chuyện về tranh chấp đất đai giữa gia đình Xuân với gia đình Tới. Sau quá trình nói chuyện, đến 23 giờ 20 phút ngày 7 tháng 3, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn giữa chị Phạm Thị Hằng, sinh năm 1985 vợ của tới với Đỗ Văn Phùng dẫn đến việc anh tới cùng con trai là cháu Hoàng Việt Tê sinh năm 2007 xô sát với Đỗ Văn Phùng hậu quả cháu Hoàng Việt Tê bị Phùng dùng dao đâm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu đối tượng Phùng sau đó bị cơ quan công an bắt giữ vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ 18 thanh thiếu niên rủ nhau cậy cửa nhà dân lấy trộm hàng trăm triệu đồng công an thành phố rạch giá tỉnh Kiên Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản nhóm gồm 18 đối tượng tuổi đời từ 13 đến 20 tuổi, sinh sống trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Theo công an thành phố Rạch Giá cho biết, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi và manh động. Lợi dụng đêm khuya vắng, hai đối tượng cầm đầu cùng một số đối tượng trong nhóm đi xe máy rảo qua các tuyến phố trên địa bàn. Khi phát hiện nhà nào sơ hở, không có người trông coi sẽ kéo nhau đến dùng xà beng nạy cửa để đột nhập vào bên trong lấy trộm tài sản sau đó bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân và chơi game. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 1 năm 2024 đến lúc bị bắt, nhóm đã thực hiện trót lọt 12 vụ, số tài sản với số tiền trộm cắp hàng trăm triệu đồng. Cấp hàng... Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.